Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi trong dân và tại kho của các doanh nghiệp liên tục tăng. Trong ngày hôm nay, tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg và đà tăng vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. Cùng với đà tăng giá heo hơi của các công ty chăn nuôi lớn thì trong ngày hôm nay, nhiều địa phương ở thị trường miền Bắc cũng ghi nhận mức giá cao lên đến 57.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là các tỉnh như Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ninh hay ngay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhiều nơi cũng đã chạm mốc mức này. Trong ngày hôm nay, các doanh nghiệp đẩy mạnh bán ra và tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, công ty cổ phần chăn nuôi CP ở thị trường miền Bắc nâng giá heo hơi lên mức 58.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 57.000 đồng trên 1 kg tại cửa chuồng vẫn chưa đồng loạt, nhưng với xu hướng tăng vẫn được duy trì, thì chắc chắn vài ngày tới giá heo hơi ở các địa phương thuộc thị trường miền Bắc sẽ phổ biến mức giá này. Các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ hay là đối với tỉnh Tuyên Quang trong ngày hôm nay là những địa phương có mức giá cao ở khu vực Trung Du hiện nay. Cả các tỉnh ở khu vực Tây Bắc và Đông Bắc trong ngày hôm nay đều trên 53.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận một số địa phương như Sơn La, Lai Châu và Điện Biên có mức bình quân từ 54 cho đến 57.000 đồng. Hai khu vực Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn hay là đối với tỉnh Hà Giang cũng có mức giá từ 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Cùng với xu hướng tăng giá ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc thì theo ghi nhận trong ngày hôm nay, khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng duy trì mức tăng. Trong đó, một số địa phương ở khu Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cao nhất trong ngày hôm nay đạt từ 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay cũng tăng nhẹ thêm 1.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở cùng miền Nam Trung Bộ, cũng có xu hướng tương tự, một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam hay là đối với Quảng Ngãi có mức bình quân từ 53 cho đến 56.000 đồng. Bình Định, Phú Yên hay là đối với tỉnh Khánh Hòa, nhiều nơi cũng có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, nhiều nơi báo giá lên đến 57.000 đồng. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng trong ngày hôm nay, heo tại cửa chuồng đối với những dòng siêu ba máu loại đẹp có mức giá từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, cao nhất ở khu vực Tây Nguyên hiện nay. Trong khi đó, một số địa phương như Gia Lai, Kon Tum hay là đối với tỉnh Đắk Nông, mức giá 54 cho đến 55.000 đồng cũng phổ biến nhiều hơn. Các tỉnh ở thị trường miền Nam có xu hướng tăng chậm hơn so với thị trường miền Bắc và khu vực miền Trung. Trong ngày hôm nay, một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mức từ 54 cho đến 56.000 đồng. Ghi nhận hai địa phương có mức giá cao là Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu phổ biến mức giá 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg đối với những đàn heo đẹp. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Tây có mức bình quân từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào từng địa phương và chất lượng của heo. Ngay như trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hay là khu vực Bến Tre trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi báo giá bình quân từ 54 cho đến 55.000 đồng. Vĩnh Long hay là khu vực Trà Vinh trong ngày hôm nay cũng ở mức 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Quý vị và các bạn thân mến, theo ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, ngay từ đầu tháng 5, giá heo hơi đã bắt đầu nhích dần lên do đây là thời điểm bắt đầu mùa du lịch. Giá heo hơi có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay được cập nhật ở các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc theo ghi nhận trong ngày hôm nay. Trên địa bàn thủ đô Hà Nội có mức giá dao động từ 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên có mức giá 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Ở huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên, dòng siêu ba máu loại 1 bán được với mức giá phổ biến là 55 cho đến 57.000 đồng. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng mạnh, phổ biến mức giá từ 54 cho đến 57.000 đồng. Hải Dương nhiều nơi báo giá 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam có mức giá bình quân từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh thậm chí trong ngày hôm nay đã xuất hiện mức giá 56.000 đồng và dao động ở mức 53 cho đến 56.000 đồng. Nam Định bình quân từ 52 cho đến 54.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay nhiều nơi báo giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg.
Hải Phòng có mức giá bình quân từ 52 cho đến 54.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở cục Trung Du và miền núi như Thái Nguyên có mức giá 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Bắc Giang dao động 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ trong ngày hôm nay cũng ở mức 53 cho đến 56.000 đồng. Đây là một trong những khu vực có mức giá cao ở thị trường miền Bắc hiện tại. Tuyên Quang phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Trên địa bàn Lạng Sơn trong ngày hôm nay cũng có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng ở mức cao hơn 53 cho đến 56.000 đồng. Khúc Lào Cai và Yên Bái dao động 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu dao động phổ biến 53 cho đến 55.000 đồng. Đối với tỉnh Sơn La, heo đẹp nhiều nơi bán được với mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Xấu thì ở mức 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình ghi nhận mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Bắc Cạn trong ngày hôm nay có mức giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay cũng đồng loạt có xu hướng tăng. Cụ thể theo ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa, phổ biến mức giá 50 cho đến 55.000 đồng. Nghệ An trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh 51 cho đến 55.000 đồng. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận ở huyện Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình, các hộ chăn nuôi báo giá cao hơn, có mức giá từ 53 cho đến 55.000 đồng. Huế phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Một số địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ như Đà Nẵng hay khu Quảng Nam có mức giá bình quân từ 53 cho đến 55.000 đồng. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay cũng tăng đến 2.000 đồng trên 1 kg và ở mức 53 cho đến 55.000 đồng. Phú Yên dao động 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa bình quân 53.000 đồng. Khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Bình Định phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên ghi nhận trong ngày hôm nay, Lâm Đồng dao động mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Đắk Lắk trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông ở mức 52 cho đến 54.000 đồng. Khu vực Kon Tum ghi nhận trong ngày hôm nay có mức giá 53.000 đồng. Gia Lai 54.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, ghi nhận khu vực Đồng Nai có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Bà Rịa Vũng Tàu ở mức 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Bình Dương và Bình Phước trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Tây Ninh bình quân từ 53 cho đến 54.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ, ghi nhận Bến Tre có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Khu vực Tiền Giang phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Long An có mức giá nhỉnh hơn 52 cho đến 55.000 đồng. Trà Vinh trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Bạc Liêu 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng ở mức 52 cho đến 55.000 đồng. Ghi nhận trong ngày hôm nay ở khu vực Vĩnh Long có mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Cần Thơ phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Ở tỉnh Kiên Giang có mức giá bình quân từ 53 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó hai địa phương là Đồng Tháp và tỉnh Cà Mau trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi. Lưng cao lên tí. Nhiều nhỉ? 30 mấy con. Quay cái dàn này ra ra nghĩa là mới sướng. Dàn đấy nhìn nó đen xì nó vẫn á. Nhìn dàn này mới đẹp. Ta dập cửa này. Lưng cao lên tí. Nhiều nhỉ? 30 mấy con.
quay cái đàn này ra mía là như trước. Dàn nó nhìn nó đen xì nó vẫn á. Nhìn dàn này mới đẹp.